Vietnam Auto xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm cặp đuôi lê chống kính lắp đặt cho xe Honda CR-V. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng Fuji, được phân phối tại Vietnam Auto. Như các bạn quan sát, đây là toàn bộ những phụ kiện của sản phẩm, bao gồm một bộ tổng và dây jack đi kèm. Toàn bộ sản phẩm này đều cắm các thiết bị của xe, hoàn toàn không phải cắt đấu. Thời gian thi công lắp đặt từ 5 đến 10 phút. Clip trước, Vietnam Auto đã giới thiệu đến các bạn những phụ kiện của bộ cặp gương lê chống kính. Sau đây chúng tôi sẽ test các chức năng của sản phẩm được lắp đặt thực tế trên xe. Đầu tiên là chức năng lên kính. Sau khi sử dụng nút bấm có biểu tượng khóa, các kính trong xe chưa lên sẽ tự động lên hết, tránh tình trạng sau khi ra khỏi xe kính đang hạ, bạn có thể bị mất đồ đạc trong xe hoặc nước vào trong xe khi để xe dưới trời mưa. Đây, chức năng hè kính. Chức năng này sẽ được sử dụng trong trường hợp sử dụng xe mùa hè, không khí trong xe rất ngột ngạt nóng bức, các bạn có thể hè kính từ 3 đến 5 cm để thoát bớt nhiệt trong xe. Thao tác để chức năng hoạt động là nháy 3 lần khóa. Tiếp theo là chức năng xuống hẳn kính. Khi bạn ở trong vùng không gian thoáng đãng, có thể hạ hết kính xuống để nhiệt độ trong xe được giảm nhanh hơn. Thao tác để chức năng hoạt động là bấm mở khóa mở. Chức năng tạm dừng. Chức năng này được sử dụng trong trường hợp bạn muốn hạ kính xuống một mức độ nào đó theo mong muốn. Thao tác để chức năng hoạt động là bấm mở.